Đó, chào mọi người đến với kênh bán hàng đồ nghề Nhật Bản của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình của em 0348308843. Rồi, mọi người xem kênh video thì nhớ bấm vô đăng ký ha. Đăng ký kênh để em cập nhật về mấy cái video mới cho mọi người xem cho nó nhanh. Hôm nay là video 116. Rồi, đầu tiên là cây hước Livo ha. Cái Livo này đặc biệt nó có đây. Nó có một cái hàng hước tròn nè. Nó chia ra nhiều góc độ ha mọi người, nó cần để mình điều chỉnh. Ví dụ như mình ke vô tường chẳng hạn, cái mình điều chỉnh nha. Cái con Livo này nó nằm ngang nè, 90 độ nè. Đó. Mình biết nó là bao nhiêu ha. Ví dụ như cân nó hẳn như vậy nè, đứng con Livo thì nó đây nó lệch mấy độ nè. Đó, rất là hay. Đây, cây này của Nhật không mọi người, của Tajima. Đây Tajima, thước nó là 25 cm nha, 25 nhân cho 12 nhân cho 2 cm. Rồi cái thước Livo có điều chỉnh này có mã là 116.1 ha, giá 300.000. Tiếp theo một cái bấm móng tay siêu to khổng lồ luôn. Đây nó rất là to mọi người, có móng tay. Đây. Có móng tay của Nhật ha, xài to. Có cái dũa móng luôn nè. Đây lưỡi còn rất là bén nha. Đã có sử dụng rồi nhưng mà lưỡi còn rất là ngon, bấm rất là nhẹ. Đây là cái thương hiệu đó nè, kích thước nó là tới 13.5 cm ha. Đây đường kích kích thước cái lưỡi là 17 mm. Rồi cái bấm móng tay này có mã là 116.2 ha, giá 200.000. Tiếp theo cũng là một cây thước Livo của Tajima. Thước này nó làm rất là đẹp nha ha, kiểu thiết kế nó rất là đẹp. Đây cái thước nhôm, bên trên là nhựa Tajima, nó cần Livo nước nè, cũng là của Nhật sản xuất, Tajima Nhật Bản. Đây nó có hai này, hai viên 500 rất to ha mọi người. Đây đó, hai viên 500 ha. Đây Livo nè. Rồi kích thước của cái cây hước này là 30 cm nha, 30 nhân cho 25 nhân 7. Rồi cây hước Tajima này có mã là 116.3, giá là 300.000. Tiếp theo em về một cái đài của Nhật. Đây cái đài ha, đài FM nè, AM, có chạy băng nè. Đây cái điện vô là 100V nha mọi người, nó vẫn là xài điện 100V nha, hoặc là xài 3 viên pin
4,5V. Đây thương hiệu nó đây nha. Đây nó xài 3 viên pin này nè, pin to nhất luôn. Pin này thì em bỏ vô ha. Mới bỏ vô. Hết thì hai. Hoặc là mọi người có cái chui điện này nè, thì cắm trực tiếp vô ha, xài. Đây ngoại hình còn khá là ok. Cái chỗ mở băng nè, nó bị gãy cái lò xo rồi mà, nên nó không có nhả ra. Đó, nút bấm còn ok hết ha. Cái này mình dùng để coi trang trí hoặc là xài cũng được nha mọi người. Bỏ pin vô nó vẫn hoạt động. Đây mở FM Intel. Dò đài thử ha. Đây là cái volume mọi người. Chỉnh cái volume này lớn lên. Đó. Tắt ha. Con này như rắc cắm là 3.5 ly ra tay nghe hay gì đó. Rồi ok. Cái đài rất là nhỏ gọn ha. Để co trang trí cũng đẹp luôn nè. Rồi cái đài FM này có mã là 116.4 ha, giá là 450 nha. Rồi tiếp theo về một cái cuộn dây điện 5m của Hatayan. Dây điện này rất là xài rất là ngon nha mọi người, xài trong gia đình. Nó tải dòng được 7A nha mọi người nè, 125V. 7A. 7A là 700W. Là điện 125V đó, 7A. Dây 1.25 luôn. 1.25 này là tải đến, nếu mà xài điện 100V nó là tải được chắc cỡ 12A nha mọi người. Đây 12A nè, cỡ 1200W luôn đó. Đó còn điện 125V nè, là 7A. Đặc biệt cái dây này là nó tự động rút vô nha mọi người nè. Nó tự động nó khui vô.
đó, rất là ngon, chui nè. Hai lỗ cắm, cắm ra khít nó không có bị lung lay, khít nó không có bị lỏng. Dây 5 mét ha, ổ cắm này là 5 mét. Đó, tới cái bằng keo vàng này là nó hết mà. Đây, kích thước nó là 20cm ha, 20 x 6. Có ổ cắm điện của Nhật, dài 5m, có mã là 116.5 nha, giá là 450.000. Rồi, tiếp theo một cây mỏ hàn chì. Mỏ hàn chì này là xài điện 100V nha mọi người, thương hiệu là Hakko, rất nổi tiếng của Nhật. Độ nóng nè, 300 độ C, 100 quá xài điện 100V ha. Cây này còn khá là mới đẹp. Mũi đây, mũi của zin của Hakko luôn. Đó, test xài ok mọi người, nóng, mỏ còn rất là đẹp. Đây, cán bằng gỗ, kích thước nó nè 30cm ha. Rồi, cái mỏ hàn chì này có mã là 116.6 ha, giá 300.000, 100W. Rồi, tiếp theo là một bộ dũa. Đây, cái bộ dũa sắt ha mọi người, bộ dũa sắt 4 cây. Nó có 4 cái kích thước khác nhau. Một cây hình vuông nè, một cây tròn, cây dũa tròn. Một cây dũa đây là cái nó bầu bầu ha, dũa tròn bầu bầu, một mặt phẳng một mặt bầu. Còn cây này là tam giác, size này khá là to nha mọi người, nặng lắm, dũa rất là chất nặng. Dũa của cái thương hiệu Nhật là Yamaguchi của Nhật mọi người. Thương hiệu này chuyên làm mấy cái búa, nổi tiếng với mấy cái búa nè. Nó sản xuất búa kìm này dũa. Đây, kích thước của cây này là nó tới cái chuôi này là khoảng 30cm nè, tới cái chân nữa mình đút vô cái cán gỗ là 30 nha mọi người. Nè, 30, dũa 30 ha. Rồi, cái bộ dũa 4 cây này có mã là 116.7 nha mọi người, giá 650.000. À, dũa này, bộ này là mới chưa sử dụng ha. Rồi, tiếp theo là một cây mỏ hàn rất là chất. Mỏ hàn này chuyên hàn điện tử, đây của Nhật, thương hiệu là Hakko luôn nha mọi người, Hakko 981 mã đó. Đặc biệt cái súng này nó có cái cò nè, với lại nó là mỏ hàn cao, dùng điện cao nha. Rồi, nó tải nóng rất cao nè, 130W mà mỏ rất là nhỏ xíu ha. Hàn điện tử rất là ngon, chuyên hàn điện tử nha mọi người, hàn điện tử, hàn mạch đồ đó, nhưng mà công suất nó lớn, 130W luôn. Khi mà mình cắm điện vô, mình chưa bóp cò này á, thì nó đang chạy là 20W ha. Đây, nó có hai nắp 20W, bấm cò vô giữ là nó nóng lên, là 130W, xài điện 100V nha. Cây này rất là hay, rất là tiện, mình xài liên tục nhiều á, bỏ cò ra thì nó giảm nhiệt xuống, bóp lên là nóng lên liền ha. Đây, kích thước nó là 16 nè. Đó, cầm nó nhỏ vô rồi. Test ok hết mọi người, nóng rất nóng. Dây điện zin nguyên dây luôn, dây chống cháy. Đây. Rồi, cái mỏ hàn Hakko này có mã 116.8 nha, giá 400.000. Tiếp theo là một cây chuốt dây điện của Hojan nha mọi người. Hoya này chút dây size nhỏ, size nó từ 1.2 trở xuống nè, 1.2, 1.0, 0.8, 0.65, 0.5, 0.4, 0.3, dây khá là nhỏ luôn. Đây, ai chuyên dùng bên dây nhỏ sẽ rất là cần nha mọi người nè, dây từ 1.2 trở xuống. Em này nó cũng khá là tiện, nó nhỏ gọn, có túi. Đây, nó chuốt nó như thế này nha mọi người,
Ví dụ như dây này như là 1.0 này. Đó, vậy thôi. Rồi nó có cho chỗ cắt dây điện nữa, rất là tiện. Đó, dây này là 0.75, 0.75 vậy chuốt ở cái nấc là 0.8 ha. Đó, à, lắc nhẹ vô cái là bấm xuống cái đẩy cái tay ra là nó ra rồi, rất là dễ. Đó, rồi lưỡi còn nguyên luôn nha mọi người, lưỡi rất đẹp, rất là ít sử dụng, gần như là nó chưa sử dụng một hai lần thôi, trời rất đẹp, có khóa gài luôn. Ok, đây cây kìm chốt này có mã 116.7 ha, giá 650 nha. Kích thước nó là đây, rất nhỏ gọn, 16 cm. Rồi tiếp theo đây, đây lần lấy lộn cái mã rồi để dán lại ha. Đây kem này là 200.000 nha mọi người, 116.9 ha, giá 200.000. Còn cái mã này của cây đây bộ dũa là 650.000 nha. Rồi tiếp theo là cái cân điện tử nha mọi người, cân này em đăng lại, nó là của Nhật, xài ok nhưng mà nó mắc cái nắp pin thôi mọi người, là mọi người chỉ cần bỏ pin vô và dán nó lại thôi, tại vì mắc cái nắp á nên mình dán cố định những pin này lại ha, là xài nó bình thường, không có ảnh hưởng gì hết ha. Đây nó chỉ là cái nắp để cái viên pin lại rồi, căng rất là dễ dàng ha mọi người, on lên là bắt đầu căng. Đây căng thử cái đây cái kìm này ha, đó là 324 gram. Rồi cái này 158 gram. Cái này đi, 853 gram. Ô cái này là hơn ký rồi, cái này nó cân được tới 1 ký nha mọi người, chú ý cái cân này là cân 1 ký, chuyên cân mấy đồ nhỏ 1 gram đến 1 ký nè, 1.000 gram, chuyên cân mấy cái đồ nhỏ xíu. Tắt nè, bật. Rồi. Con này kích thước rất là nhỏ gọn, 20 cm nha mọi người. Bề ngang là 14. Rồi cái cân điện tử của Nhật, 1 kg Tanita, đây thương hiệu nó. Có mã 116.10 nha mọi người, giá là 400.000. Rồi em xin kết thúc cái video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ nha. Hẹn gặp lại.